Mấy xúc đang đến công trường này làm việc. Mấy xúc đang đi đến công trường. Chà chà, công trường có rất nhiều xe đang đợi Mấy xúc làm việc đấy nha. Máy xúc thứ hai đến công trường này làm việc. Máy xúc đã sẵn sàng làm việc. Xe tải đang trên đường đến công trường. Máy ủi cũng đang đến công trường làm việc. Đang đến công trường làm việc. Hãng tô tải thứ ba. Đoạn đường này rất khó đi. Tới công trường rồi, vừa máy xúc sẽ bắt đầu xúc cát rồi. Xúc cát cho xe màu vàng. Nhiều muôi vào, đầy gàu vào. Cát rất là bụi. Gần đây rồi, tập chăm chỉ thật nhanh vào nào.
Tít 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 tít, đây rồi. Xe tải đi đi. Tít 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 tít. Xe tải đi đi, xe tải đang leo dốc. À, dốc rất là cao. Dốc rất cao. Xuống dốc nào. Xe tải phải vượt qua địa hình. Đường rất khó đi. Giờ đến xe tải thứ hai chở cát. Máy xúc thứ hai sẽ xúc cát cho xe tải. Một mùi. Đây rồi. Đi 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 đi. Đi đi đây rồi, đi đi. Rất đầy. Dễ tô rất khỏe. Tôi lại đang leo dốc rồi. Ô tô
vượt địa hình. Đường rất là lún và rất lầy các bạn. Có những lúc đường ngập vào bánh xe. Những ô tô rất khỏe. Đường lại còn gồ ghê nữa chứ. Các bạn xem này. Đến công trường rồi, để đất thôi. Về đến công trường rồi. Đi. Nào, đến lượt xe ô tô thứ ba, chở đất, chở đá, chở cát nào. Đây lại đến lượt ô tô máy xúc thứ nhất xúc cát cho ô tô. Xúc mãi không đầy. A chà, xúc được cả hòn đá rất to. Thank you.
Đây rồi, với ô tô đi thôi. Tít 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 à, chỗ này khó đi quá. Dừng lên. Tí nữa là đến công trường thôi. Đây là toàn thể công trường rất là nhộn nhịp và vất vả. Bây giờ các máy móc sẽ nghỉ giải lao một lát nhá. Xin chào các bạn. Các bạn ở các cái video mới, các bạn nhớ đăng ký để xem video mới nhất của chúng tớ nha.